Chị Lan đi chơi mảnh nhá, không rủ em gì. Biết đâu em lại nổi tiếng như chị thì sao? Đây không phải là chị. Chắc chắn không phải. Anh Minh. Mua đồ cho anh xem luôn đấy. Anh mua đồ ăn đến đây. Mấy chị em có chuyện gì mà bí mật thế? Đúng là nhất anh Minh đấy. Chẳng giống như một số người ý, sang đây chẳng đi tay không. Ăn nhiều béo lắm đấy. Với cả ấy, anh không đem đồ ăn sang đây ấy, nhưng mà anh có thể ăn hộ. Ước gì mình cũng có người yêu tuyệt vời như thế kia nhỉ. Ăn đi em. Ngon nhỉ. Nếu biết những chuyện này, biết những gì đang xảy ra với mình, anh ấy sẽ thế nào đây? Đã xảy ra chuyện gì? Một linh hồn khác, một người khác. Bỏ tôi, chôn vùi tôi mãi mãi, không đời nào. Cô là ai? Cô là ai? Đồ đạc gì quê một cục thế này. Động vào cô á, tôi nói cho cô biết, đây là tôi và chúng ta chẳng liên quan quái gì đến nhau cả. Ai cho em miếng ăn khi đói, em sẽ không quên. Người ta bảo miếng ăn là miếng nhục, nhưng miếng ăn cũng là miếng thử lòng dạ con người. Lại là cô, mà tôi đâu có đói. Anh có thể quên em, nhưng anh dù có đốt thành tro bụi, em vẫn nhận ra. Không lẽ cô lại là bệnh nhân của tôi à? Xin lỗi, nhiều người quá nên tôi không nhớ. Trông em giống người bệnh lắm à? Bánh này là do em tự làm đấy. Cũng vì lòng tốt của anh và vì chiếc bánh ngày xưa mà em đã quyết tâm theo nghề này. Xin lỗi, chắc là cô nhầm tôi với ai rồi. Em không bao giờ nhầm những người đã đối xử tốt với em. Và anh là một trong số ít ỏi đó. Đi với em sẽ đưa anh tới một nơi. Đi. Xin lỗi, tôi đang bận. Không được, anh nhất định phải đi với em tới nơi này. Chú ơi, đánh giày đi chú. Biến. Giày của chú bẩn rồi, để cháu làm sạch cho. Thằng danh con này tao bảo biến cơ mà.
Chú đánh giày đi chú. Điên. Này, nó chỉ là một đứa trẻ con, không đánh giày thì thôi. Sao đánh nó? Vướng gì đến việc của cô? Mà cô xíu vào chuyện của người khác. Hay cô là mẹ nó? Tôi mà là mẹ nó ấy, anh ăn nguyên cái hộp kia vào mặt rồi nhá. Con hôm này từ đâu chú ra thế này? Bảo ai hôm đấy? Tôi bảo cô đấy. Đã không có lương tâm còn vô học à? Đối xử như thế với một đứa trẻ con có đáng mặt đàn ông không? Không khiến cô lên mặt trời đời tôi. Đồ điên. Đứng lại. Bảo ai điên đây? Em có sao không? Không sao ạ. Này, cầm lấy. Coi như là hôm nay đánh được mấy đôi giày rồi nhá. À, em cảm ơn chị. Anh chính là người khiến em nhung nhớ và muốn quay về nhất. Anh phải đi với em. Này, này, cô, em, từ từ đã. Anh nhớ ra rồi. Em biết mà, chuyện này đâu dễ quên được. Em là nhân đây. Ừ, nhưng mà cô, em phải bỏ tay anh ra đã. Anh còn nhớ những chiếc bánh không? Bánh á? À, anh nhớ ra rồi. Để anh mua cho em một chiếc nhé. Đêm qua mưa sáng, áo nắng hồng ngàn, dịu muôn tiếng tư. Đêm mê lòng nhớ đêm qua giấc mơ, vui ăn khẽ xuống. Anh muốn thầm lặng, vẫn. Anh làm em giật cả mình. Sao em lại ở đây? Anh thấy cửa không đóng nên. À, ý anh là em về nước từ bao giờ? Anh nói bất ngờ quá. Sự xuất hiện của em à? Em mới về nước hôm qua mà anh vẫn giữ thói quen vừa tắm vừa hát nhỉ? Cái body này thay đổi nhiều lắm. Đợi anh một chút nhá. Giờ này mình phải đang ở tiệm bánh chứ. Này, em làm sao thế? Cảm ơn anh, tôi không sao. Tốt. Cô ta thực sự là cô ấy bị bệnh rồi. Em đến đây có việc gì không? Vâng, đây Hải cháu. Cháu chào bác ạ. Thế đến lâu chưa? Dạ, cháu Quỳnh đến ạ. Ừ, mẹ bảo con bé đến đấy. Kìa mẹ, mẹ đừng làm cô ấy khó xử chứ. Có gì đâu mà khó xử. Gặp lại anh em cũng vui mà. Chia tay nhau đâu có nghĩa là không thể nhìn được mặt nhau. Huống hồ chúng ta đã có một khoảng thời gian dài ở bên cạnh nhau. Con bé nói đúng đấy con ạ. Tốt nhất là hai đứa quay trở lại với nhau. Kìa, mẹ. Mẹ biết thừa là con và Vân không còn tình cảm với nhau. Hơn nữa, con cũng có người yêu rồi mà. Đấy là con nói thế. Chứ mẹ biết ai và mẹ ai đâu. Anh có người yêu rồi á? Ừ. Hôm nay con dẫn cô ấy về nhà mình để ra mắt mẹ. Và tính chuyện cưới xin luôn. Cưới á? Cô gái nào mà lại may mắn như thế? Bác chả biết là ai cả. Là nó nói thế thôi. Chứ cưới xin là phải mang về nhà xin thế nào đã chứ. Vâng ạ. Thôi em ngồi chơi nhá. Anh có việc phải đi rồi. Ơ kìa, sao con bảo hôm nay chủ nhật con được nghỉ cơ mà?
Thôi bác, anh ấy bận thì bác cứ để anh ấy đi ạ. Dạ, con đi ạ. Chào em. Cưới á, nếu cô dâu không phải là em thì sẽ không dễ dàng có cái đám cưới như thế đâu. À, bác, cháu mới đi nước ngoài về có chút quà biếu bác ạ. Ôi dồi, bé hóa quá. Gì mà đẹp thế này. Bánh của các bạn đây. Chưa ngon miệng nhá. Các bạn ơi, tiếc quá. Hiện tại cửa hàng mình hết mất bánh rồi. Chị ơi, cho em đặt trước tiền được không? Em sợ mai đến muộn lại hết ạ. Tất nhiên là được rồi. Vậy bạn cho mình xin số điện thoại nhá. Vâng, cảm ơn chị. Cảm ơn bạn. Hẹn gặp các bạn ngày mai. Cũng may là em nhanh tay, em giữ lại được một cái thương tiêu mình đấy. Cái này lát nữa em sẽ để dành rồi tặng cho anh Tuân. Mỗi lần á, em nhìn thấy bạn ngốc nghếch của anh ta là không nhịn được cười. Cái gì thế này? Sao chị lại hỏi thế? 100 cái bánh chị làm đã hết veo trong vòng chưa đầy 1 tiếng. Ai nhá, cũng thích mê. Chút sáng tạo thôi, mà thú vị thật. Hôm nào em làm nhá. Cô ta là ai? Cô ta cũng biết làm bánh á? Chuyện quái quỷ gì đang diễn ra với mình thế này? Váy vóc thì cũng chỉ để che chỗ cần che thôi. Con nói thế mà nghe được à? Tôi đâu có mù. Đấy, bây giờ cô làm cái trò mèo gì tôi đều nhìn thấy hết. Hôm nay tôi mà không về đúng lúc, làm sao biết có loại người như cô. Vừa ăn cướp vừa la làng à? Cô nói cái gì đấy? Tôi chẳng hiểu cái gì cả. Không hiểu à? Nói mau, ai cử cô đến? Cửa hàng bé như cái mắt mũi thế này, ngày nào cũng cho người làm phiền tôi là sao? Đúng rồi đấy, tôi chỉ làm thế. Các người bị điên rồi. Không phải á, tôi chỉ không chuyện với cô. Chị Lan, chị bình tĩnh. Mà sao hôm nay trông chị ăn mặc ghê thế? Bảo ai ghê đấy? Hôm nay cửa hàng mình toàn gặp khách
dở hơi thôi. Để em đi đốt vía. Có tôi ở đây, đứa nào dám bắt nạt. Chỉ tại cô quá hiền lành nhu nhược. Chị nói đúng đấy, thấy chị em mình hiền nên tưởng dễ bắt nạt à? Cái gì thế này? Em ăn mặc gì mà lạ thế? Anh thấy style này không hợp với em đâu. Mà em mê làm bánh hơn là yêu anh rồi đấy. Anh đứng đây nãy giờ mà không nhìn ra. Ai cho anh vào trong này? Anh muốn gọi đồ gì? Mời ra ngoài. Em giận anh đấy à? Sao tôi phải giận anh nhỉ? Anh là ai tôi còn chả biết. Làm trò gì ấy? Em có sao không? Lan! Em đến từ lúc nào đấy ạ? Cô ta lại đến nữa rồi. Em nói làm nhạc cái gì đấy? Không có gì ạ. Thôi, em chuẩn bị đi. Mẹ đang đợi đấy. Mẹ đang đợi ạ? Sáng nay có em rồi mà. Sáng nay em không nhớ. Thôi được rồi, anh đợi được. Thế để em đi thay đồ ạ. Không thể để cho linh hồn kia lấn át được. Mạnh mẽ lên. Xinh chưa anh? Quá xinh luôn. Nhưng mà liệu em tặng bánh mẹ có cười em không? Sao lại cười em? Những chiếc bánh vừa ngon vừa đẹp thế này, mẹ lại quá yên tâm về cô con dâu tương lai ấy chứ. Mẹ. Con. Cháu dạ. Chào bác ạ. Chào cháu. Mẹ. Nhà mình neo người, mẹ bảo con bé đến cho vui. Thôi chết, sao cô ta lại tới đây nhỉ? Lẽ nào là bác ấy cố tình làm khó mình, hay còn có dụng ý khác? Cháu có làm ít bánh tặng bác ạ. Bác cảm ơn. Lan khéo tay lắm đấy mẹ ạ. Cô ấy còn mở một tiệm bánh nữa cơ. Tiệm bánh thì cũng chỉ là thợ làm bánh thôi mà. Mà cái thằng bên này vô tâm ghê cơ ấy. Chẳng nói với con bé là mẹ có nguy cơ bị tiểu đường gì cả. Vân ơi. Dạ. Đi ra đây cháu. Cháu đang rửa tay một chút ạ. Cháu cứ để đấy. Hôm nay thằng Minh đưa bạn về chơi đây này. Mời mọi người ăn hoa quả ạ. Đây là... Đây là Vân. Chỗ đi lại lâu năm của gia đình. Mà hai cháu bằng tuổi nhau đấy. Cứ xưng hô thế nào cho tiện là được. Chào Vân, mình là Lan, bạn của anh Minh. Em phải nói là bạn gái của anh Minh thì thế mới đúng chứ. Bạn gái anh dễ thương như thế này mà bao lâu nay anh cứ giấu. Anh có giấu đâu, chẳng qua là chưa có dịp để anh giới thiệu cho em biết thôi. Lan gái chăm sóc cho anh Minh chu đáo cẩn thận đấy nhá. Nếu có vấn đề gì mình sẽ hỏi tội đấy. Này, em định kể xấu anh đấy à?
Em có. Vân có vẻ hiểu rõ anh Minh nhỉ? Nếu nói hiểu từng chân tơ kẽ tóc thì không đúng. Mà thôi, mình nói chuyện khác đi. Nếu Lan cần tư vấn gì thì cứ gọi điện cho Vân. Vân nói cũng phải đấy. Con bé cũng tốt bụng, hay giúp đỡ người khác lắm. Bác cứ nói thế. Cháu chỉ muốn tốt cho anh Minh thôi mà. Hai người làm như con còn bé lắm mà chăm sóc con từng ly từng tí một. Mẹ quên mấy thứ chưa mua. Minh ra ngoài siêu thị gần đây mua cho mẹ nhá. Để cháu đi cho ạ. Thôi, hôm nay cháu là khách, cháu ở đây chơi. Minh yên là được rồi. Thôi, em cứ ngồi đây đi, để anh đi cho. Dạ, cháu mời bác ăn thử bánh ạ. Bác cảm ơn nhưng bác không ăn đồ ngọt đâu. Lần sau cháu không phải mang đến đâu nhá. Sao cô ta lại thản nhiên như vậy được nhỉ? Hay là đang giả nai để lấy lòng? Để mình thử cho. Hóa ra Lan là thợ làm bánh à? Tôi cũng nghĩ cái nghề chân tay lấm bẩn đấy thì đàn ông làm nhiều chứ phụ nữ làm gì cho vất vả. Mình có niềm đam mê từ bé rồi. Thế Lan chỉ làm bánh thôi chứ không học trường gì à? Đúng rồi, bác cũng đang định hỏi như thế đấy. Thế cháu học gì nhỉ? Cháu học hết lớp 12 thì nghỉ để học nghề ạ. Đúng là nhìn bề ngoài khó đoán thật đấy. Trông xinh xắn thế kia mà lại nói là thất học thì khổ thân nhỉ. Trước nay cứ dăm bữa nửa tháng là thằng Minh lại lôi về một đứa bạn gái, xong rồi là biến mất luôn. Thế hai cháu quen nhau lâu chưa? Cũng gần 2 năm rồi ạ. 2 năm rồi cơ à? Thằng Minh này cũng giữ mồm giữ miệng ghê cơ. Không biết là định cân đong thêm ở đâu nữa. Anh Minh thì nổi tiếng là đào hoa rồi. Cái nào chẳng muốn theo à bác? Thôi, ba ăn bánh đi. Lan làm đi ạ. Bác cầm lấy cho Lan vui. Lan, Lan bánh đi. Khéo tay thật đấy. Úi dồi ôi. Ôi, tôi xin lỗi nhé, tôi không cố ý đâu. Thì Lan được nghỉ gần ở đấy chưa? Lại là cô à? Thì ra là cô ở đây. Hôm nào tôi mời cô đến cửa hàng tôi lần nữa nhá. Ok, con đến cửa hàng Lan rồi à? Dạ chỉ là sự tình cờ ngẫu nhiên thôi bác ạ. Ai ngờ bạn gái của Minh lại làm việc ở cửa hàng bé tí như thế. Nếu mà không thiện chí như hôm trước ấy, tôi chả thèm mời cô. Ôi bà là ai? Tại sao bà có sợ như chuyện này? Bé này làm sao ấy nhở? Bác thông cảm. Chắc là lần đầu tiên cô ấy nhìn thấy sợi dây chuyền đẹp như thế. Con nhà nghèo thì đáng thương như thế đấy bác ạ. Đã từng nhìn thấy sợi dây chuyền này một lần và không bao giờ tôi quên. Cô ấy nói làm nhảm gì thế hả bác? Chẳng hiểu cái gì nữa. Cháu sợ quá bác ạ. Trông cô ta như bị ma nhập đấy ạ. Bà, liệu có phải chính bà? Thì lần đầu tiên chúng ta gặp nhau thì phải. Lần đầu á? Không phải lần đầu thì sao? Cô ta đang nói gì thế hả bác? Bác không hiểu nữa. Cháu sợ quá bác ạ. Bố. Bố. Bố ơi. Bố. Con mua đủ đồ về cho mẹ rồi đây. Lan, em làm sao đấy? Lan nào? Tôi chỉ là một cô thợ làm bánh.
Ở đây lâu em không tiện, nhất là với những người sang trọng quý phái như mẹ và cô bạn gái của anh. Em nói gì mà lạ vậy? Nếu cảm thấy không thoải mái, cô có thể ra khỏi đây ngay lập tức. Ây kìa bác bình tĩnh. Đây là bạn của anh Minh. Cháu mong bác hãy bỏ qua. Tôi cũng chả thiết tha gì nơi này cả. Em đừng nói như vậy. Chiếc bánh này làm ra chúng không hề dễ dàng gì. Tại sao phải đem cho những người coi thường chúng ăn? Lan, bình tĩnh đã. Em nói như vậy, mẹ sẽ giận em đấy. Việc gì tôi phải làm cho bà ta vui? Anh và tình yêu của anh liệu có thể bảo vệ cho con Lan yếu đuối trước những kẻ coi thường cô ta không? Đúng là kẻ thất học thì chỉ cư xử được như thế thôi. Vân, em không được phép nói về Lan như vậy. Nãy giờ hai người đã làm gì? Con lại còn bênh nó nữa. Con hỏi Vân xem, hôm nay con bé đó ăn nói linh tinh những cái gì hỗn hào như thế nào. Lan, được anh, Lan. Thôi bác đừng giận. Thật ra cháu cũng cảm thấy sốc trước sự trêu chẽn của cô ấy. Nhưng dù gì thì đấy cũng là người phụ nữ mà anh Minh đang yêu ạ. Bộ phim do Viettel Media sản xuất.